Hạt cát tuy nhỏ bé nhưng nó có linh hồn. Mỗi hạt cát chở theo vô vàn ký ức và bao nhiêu câu chuyện về sự dần xoay của nắng và gió. Mày hại tao hả? Mày giết luôn ba, giết luôn mẹ, giết luôn con. Em phải suy nghĩ thật kỹ khi chọn anh là chồng. Em bằng mọi giá sẽ có được anh. Tôi sẵn sàng sống hết mình cho tình yêu của mình cho đến khi tôi nằm trong quan tài. Đấu tranh cát mà tâm động thì làm sao mà làm tốt được. Đồng tiền đã biến mẹ thành một con người độc ác. Nó không bất hiếu, muốn lục lọi tờ giấy chứng minh ba. Tại sao tất cả là lỗi tại má? Tại sao mẹ giết tôi là gì? Vì lỡ mẹ không chết thì sao nè? Không chết thì mình chết đó. Mày là ai? Tại sao con tôi là như vậy chứ? Trời ơi! Nghệ nhân tranh cát chỉ có mỗi đôi bàn tay là quý giá nhất mà bây giờ lại như vậy. Em đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chị tin là chắc chắn em sẽ thực hiện được bức tranh này. Màu cát, màu của tình yêu. Cô nghĩ như cô với tư cách gì mà nuôi? Mẹ sinh ra con sao mẹ không có nuôi con? Mẹ bỏ con, mẹ đi đâu? Mẹ gì con? Anh Phong. Mẹ gì? Anh là ai? Tao hỏi mày, con nhỏ nó ở đâu? Công nhận đẹp quá anh ha. Không phải nơi nào cũng có cảnh đẹp như quê mình. Đời người giống như hạt cát, nhiều giông bão, mưa sa, tinh luyện bởi thời gian, chịu đựng qua bao gian khổ. Hello, welcome. Hello, I see your homestay on your website. Oh. Oh, yes, thanks. Wow. Wow, that's impressive. Wonderful. Wow. Nước chanh nè, em uống đi. Em cảm ơn anh. Hey, hello. Hi. I think this fireplace carving are very special. Oh, do you also like this picture? Wow, I really like them. I do not only like them, I would also like for a partnership. Where did you buy them? I made it. I'm looking for a partner to a partnership. Want to bring your wooden painting to the foreign market? Yes, I'm too. Great. Here. Thank you. That's nice to meet you. Anh Phong đã quan tâm mình. Chắc anh sẽ yêu thương mình. Hình như là ổng thích bức tranh của anh đúng không? Ừ. Anh tính mai mốt có tiền, anh sẽ mở một phòng studio để trưng bày những bức tranh này. Anh nè, anh có muốn xây dựng một mái ấm với em không? Anh hãy lo cho mẹ con của cô ấy đi. Và từ nay anh đừng qua mái ấm để làm phiền tôi nữa. Anh Phong, sao em hỏi anh không trả lời vậy? Anh đang suy nghĩ coi không biết ông khách đó có cần gì không, để anh xuống anh xem nha. Dạ. Cẩn thận, làm cẩn thận.
Không có được làm mạnh mạnh, nó văng cát ra ngoài hết, nghe chưa? Dạ. Yeah. Nè Bách, Bách, em làm chậm tay thôi. Khi mà em dầm á, em làm nhanh quá nó sẽ bị lem màu hết cái tầng cát rồi nè, thấy chưa? Dạ. Dạ, ý tưởng của em là biển, đồi cát với lại rừng núi. Hôm nay em đã biết phối màu rồi đó. Dạ. Đẹp quá à. Alo, Yến nghe nè Hùng. Yến à, tôi muốn đặt một số lượng tranh cát nhỏ để đặt ở quầy lưu niệm của công ty cùng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của địa phương, để cho khách du lịch họ sẽ chọn và đặt hàng để mua. Yến thấy sao? Ờ được, có gì Yến với Hùng cứ gặp hẹn nhau sau nha. Cảm ơn Hùng nhiều lắm. Yến, má Năm nghe nói có ai muốn đặt tranh phải không? Má Năm, là Hùng, bạn của con học chung trường. Hùng có mở một công ty du lịch đó, muốn đặt tranh cát để mà trưng bày trên quầy lưu niệm cho khách nước ngoài. Ờ, tuổi trẻ bây giờ thiệt là giỏi. Đây chính là xứ sở của cát chứ còn gì nữa. Biết nắm bắt lợi thế là nhanh nhạy đó. Mà nói về tranh cát á, thì ở xứ này đâu có ai qua Hùng Việt nữa đâu nè. À má Năm, con vừa mới nghĩ ra một chuyện. Sao con? Tại sao á mà mình không mở một cái xưởng tranh cát ngay tại mái ấm của mình luôn? À, má Năm nói đúng đó. Đây á là xứ sở của cát. Nếu mà mình làm như vậy á thì rất dễ cho du khách nước ngoài tới tham quan xưởng tranh cát tại nhà mình. Ý con muốn nói là đưa Hồn Việt về đây đó hả? Con sẽ mở một xưởng tranh cát ở đây. Sau đó con sẽ kết hợp với Hùng ở bên tour du lịch. Mở một dịch vụ cho khách nước ngoài tới đây mua tranh cát và tham quan cách làm tranh cát nữa. Má thấy ý tưởng đó được không? Hay đó con. Làm như vậy á là mình vừa quảng bá được tranh cát mà thu hút khách du lịch tới đây nữa. Rồi bà con hàng xóm ở đây biết đâu lại buôn bán cái gì được thêm nữa, nhờ ăn theo nhiều cái dịch vụ đó. Má Năm nói đúng. Chỉ là con không biết ý tưởng này chị Phương có chấp nhận không, với lại mẹ con nữa. Về cái chuyện này thì má Năm nghĩ con Phương nó sẽ chịu thôi. Có cái gì đâu mà phản đối nè. Trừ khi là nó không có chịu phát triển Hồn Việt theo cái ý tưởng này thôi. Với lại trong lòng của nó luôn luôn ganh tị với con, chứ có cái gì đâu mà không chịu. Nè, mày đi đâu tối ngày như vậy? Con đi với bạn con thôi. Khi tao cần thì không thể nào mà liên lạc được. Có gì ba phải báo trước cho con, chứ ba báo đột ngột quá, con cũng phải có công việc làm ăn của con chứ. Làm ăn cái gì? Có mà ăn hại. Nè, đưa tao mấy hợp đồng mới nhất của mày tao coi, có không? Thì con đang chào hàng và thương thảo với khách hàng nè, giới thiệu sản phẩm để cho khách hàng xem, chứ con có đi chơi bời gì đâu. Đừng có qua mặt tao. Nếu như mày không chấn chỉnh lại làm ăn cho đàng hoàng, tao rút toàn bộ vốn về, hiểu chưa? Còn như cái có mỗi một thằng không ra cái gì. Dạ, con chào bác. Vô đây. Nhân đây, ba cũng nói luôn, không có cưới hỏi gì hết. Suy nghĩ cho chín chắn đi. Sắp phá sản đến nơi rồi, ngồi cặp đất để mà ăn. Con chào bác. Anh làm cái gì mà em gọi anh không nghe máy vậy? Anh đã nói là hôm nay anh không rảnh, làm gì em gọi hoài vậy? Anh đi đâu? Làm gì? Mà anh đi với ai? Nè, anh không phải là tội phạm của em. Hết ba rồi bây giờ tới em tra khảo anh. Em là vợ sắp cưới của anh, không lẽ em không có quyền hỏi anh hả? Ngoài chuyện đi coi áo cưới, đến tìm chụp ảnh cưới ra, em không còn chuyện gì làm hay sao? Chẳng có một hợp đồng nào, chỉ toàn đi mua tranh lẻ thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Anh nói như vậy là sao? Ý anh là anh không muốn kết hôn với em à? Vậy bây giờ em muốn cái gì? Anh nói thẳng ra đi, anh đừng có lý do này kia nữa. Được, anh sẽ nói thẳng luôn. Anh đã bỏ ra tiền tỷ để mua lại cổ phần công ty Hồn Việt. Khi nào sáp nhập được Hồn Việt vào Thịnh Phát thì chúng ta mới tính tới chuyện cưới hỏi. Chấm hết. Còn nếu không á, không có bàn tới chuyện cưới hỏi gì nữa hết. Vậy là anh tính rũ bỏ trách nhiệm với em.
đúng không? Anh không có nói như vậy. Anh biết anh đang làm gì. Mà anh nhớ, đêm đó em tự lo anh vào cuộc mà, đúng không? Anh Thịnh, em không ngờ là anh có thể nói ra được những câu như vậy đó. Vậy mà bấy lâu nay em cứ tưởng là anh yêu thương em thật lòng. Tất nhiên anh có cảm xúc với em và anh rất yêu em. Nhưng em có nghe thấy những câu nói áp lực của ba anh dành cho anh hay không? Anh không muốn mất tất cả. Em có muốn lấy một thằng chồng tay trắng, không có tương lai sự nghiệp gì không? Rồi em nuôi nó có nổi hay không? Hay là bây giờ em muốn con của ông Bảy Hổ, ông chủ tập đoàn tài chính Phát Tài, em chọn đi. Alo. Dạ chị ơi, hôm nay mình tới công ty bà hợp đồng nha chị. Việc hợp đồng á, tôi sẽ tới làm liền. Dạ em biết rồi. Các anh cứ check mail đi. Dạ. Vậy nha. Dạ. Con tính là giờ xưởng của mình xuống máy ấm chỗ má Năm đó mẹ. Mẹ thấy cái ý đó làm sao? Con ơi, tự nhiên sao tay mẹ không điều khiển được con ơi? Tự nhiên mẹ, sao tay mẹ rút lại này con? Mẹ không điều khiển được. Mẹ mẹ, mẹ thả lỏng đi. Bình tĩnh thả lỏng đi mẹ. Hít thở bình tĩnh đi mẹ. Đâu con ơi, con đã nói với mẹ rồi, mẹ đừng có làm nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi mà. Mẹ thấy đỡ chưa mẹ? Đỡ rồi. Mẹ hồi nãy con nói với mẹ cái kế hoạch về xưởng của mình về chỗ má Năm đó, kết hợp với du lịch, mẹ thấy làm sao? Có phải là khách du lịch người ta đi tham quan xem tranh rồi người ta mua tranh luôn hả con? Dạ đúng rồi đó mẹ. Chú chào hai mẹ con. Chào chú Nhân. Chào anh. Dạ con mời chú ngồi. Dạ mời anh ngồi. Mẹ nghỉ tay qua nói chuyện với chú đi. Con đã nói là mẹ đừng có qua làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Mà mẹ con cứ qua xưởng hoài à. Chú Nhân con sao nói mẹ con đi. Thôi được rồi, cứ để mẹ con làm đi. Mẹ con cảm thấy vui là được rồi. Đúng rồi đó chú, miễn mẹ con thấy vui là được rồi. Chú con nghe ý tưởng của con rất là linh hoạt và sáng tạo. Du lịch kết hợp xem tranh và mua tranh. Dạ. Mẹ. Sao mẹ dạ? Sao vậy mẹ? Tự nhiên sao cái tay tôi nó rút gì nè? Tay của bà. Mẹ đợi con xíu. Sao đau vậy? Quá. Đau. Ôi. Con có dầu không con? Dạ có. Đau quá. Tiễn ơi, đưa cho chú chai dầu. Đây chú. Chú để đau con làm quá. Cho Phương đâu rồi con? Dạ con cũng không biết nữa. Chắc chị con đi công việc gì đó. Đây là hợp đồng và bản báo giá của công ty chúng tôi. Mời anh coi qua. Thịnh Phát chỉ là một công ty mới xuất hiện trên thị trường tranh cát. Từ trước đến giờ tôi chỉ quen hợp tác với xưởng tranh Hồn Việt, nơi cô làm giám đốc điều hành ở đó. Tại sao cô không giới thiệu tranh Hồn Việt cho tôi mà lại giới thiệu tranh Thịnh Phát? Thú thật với anh, Thịnh Phát là công ty của bạn tôi, và tôi là cổ đông của công ty đó. Hiện tại thì Hồn Việt không có một số mẫu tranh mới, chính vì vậy tôi mới giới thiệu tranh của Thịnh Phát cho anh. Mà anh cũng thấy đó, tranh của Thịnh Phát cũng mới lạ, mà giá cả lại mềm hơn so với Hồn Việt nữa. Nếu như hợp đồng lần này được ký kết, chắc chắn là tôi sẽ chia hoa hồng cho anh. Tôi xin lỗi. Không biết con Phương đã làm cái gì mà nó không nghe máy. Để chú nhắn tin cho nó. Yến à, hay là tốt nhất là đưa mẹ con về nhà đi. Mẹ, mẹ bình tĩnh làm theo lời con nha. Mẹ hít vô, thở ra. Hít vô. Rồi, mẹ từ từ thư giãn với nhịp thở của mình nha mẹ. Cô Phương nè, tôi không cần hoa hồng. Cái tôi cần ở đây á, đó là chất lượng và sự uy tín.
Từ xưa đến giờ, tranh của Hồng Diệp vốn nổi tiếng trên thị trường bởi màu cát nguyên thủy, có giá trị lâu bền với thời gian. Còn Thịnh Phát thì chỉ là một công ty mới xuất hiện trên thị trường thôi, chưa có tên tuổi cũng như là chưa để lại dấu ấn gì cả. Nên cô thông cảm cho sự lựa chọn của tôi. Tôi lựa chọn tranh Hồng Diệp. Dạ, tôi hiểu. Chào cô, có gì tôi sẽ liên lạc lại sau nhé. Dạ, cảm ơn anh. Tranh tồn bên Tịnh Phát còn quá nhiều, mặt khách lại đòi mua tranh của Hồn gì. Ủa, sao chủ nhân gọi mình giờ này mà gọi mấy lần luôn? Hay là mẹ có chuyện gì? Mẹ con ở xưởng tranh bị rút cơ tay, con về liền đi. Có Yến đang lo cho mẹ nè. Ai biểu mẹ cứ thích đổ cát, co rút cơ là phải rồi. Có chút xíu mà làm như bị tai biến không bằng. Nhưng mà đây chính là cơ hội của mình. Ngồi đây đi mẹ. Mẹ thấy trong người sao rồi mẹ nói để con yên tâm. Không sao đâu con, mẹ đỡ nhiều rồi. Chắc chắn là mẹ con đang bị suy nhược cơ thể, cho nên mới bị co giãn cơ như vậy. Gia đình nên quan tâm nhiều hơn chế độ ăn uống cho mẹ con. Mẹ, thôi về chỗ mái ấm ở với con với má Năm đi. Có con chăm sóc mẹ sẽ tiện hơn. Nếu như bây giờ mẹ con về mái ấm thì công việc nhà cửa ở đây rồi sẽ ra sao? Còn con Phương, liệu nó có lo nổi công việc ở công ty với lại chuyện gia đình này không? Nhưng mà bây giờ sức khỏe của mẹ mới là quan trọng, mình cần phải ưu tiên mà chú. Không có sao đâu, mẹ về mái ấm ở với con trước đi. Đến khi nào mà sức khỏe của mẹ tốt hơn rồi mình tính tiếp. Còn công việc á, con nghĩ chị Phương chị sẽ lo được mà. Yên là nói đúng đó, sức khỏe của bà bây giờ là quan trọng đó. Nhưng mà tôi quen ở đây rồi, và lại ở đây có xưởng tranh cát nên... Mẹ, thì con sẽ dời xưởng tranh về chỗ má Năm luôn, giống như kế hoạch hồi nãy con nói với mẹ đó. Kế hoạch gì? Con nói hồi nào mẹ đâu có nhớ. Yến, con lo soạn đồ đạc cho mẹ con đi, chú sẽ đưa mẹ con về mái ấm ở một thời gian. Dạ, con không đồng ý. Phương, sao con không chịu? Ở bên đó có Yến chăm sóc, mẹ con sẽ tốt hơn mà. Mẹ, tại sao mẹ có ý định dọn đi mà mẹ không chịu nói gì với con vậy? Còn có con là con ruột của mẹ nữa không? À chị Phương, cái đó là ý của em, là em muốn đưa mẹ về chỗ má Năm. Đang yên đang lành, tự nhiên mày có ý định đưa mẹ về nơi xa xôi làm gì? Chị còn nói như vậy nữa, chứ để mẹ ở nhà chị có thời gian quan tâm chăm sóc mẹ đâu. Ai nói là tao không quan tâm? Ai nói là tao không chăm sóc cho mẹ? Tao vừa mới đi ký hợp đồng với khách hàng cho công ty xong. Còn mày thì sao? Hay là suốt ngày mày chỉ có biết đi và đi? Với lại á, mày cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi, mày không có tư cách gì để mà quyết định việc ở trong gia đình này hết. Đúng là em chỉ là một đứa con nuôi thôi, nhưng mà em cảm thấy rất xót xa và sốt ruột khi để mẹ ở nhà một mình. Cả ngày mẹ cứ thui thủi ở nhà một mình, không ai bên cạnh mẹ hết. Mày đừng có đạo đức giả ở đây. Chẳng qua là mày chỉ muốn chia gia tài ở trong cái gia đình này thôi chứ gì. Tôi không có ý đó. Có cái thằng ăn trộm nào mà lại tự đi nhận mình là ăn trộm bao giờ. Chị, thôi 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 đi, hai đứa đừng cãi với nhau nữa được không? Phương à, thật sự sức khỏe của mẹ con bây giờ, theo chú mẹ con nên về bên mấy ấm ở. Bên đó có Yến, bà Năm và mọi người chăm sóc, sẽ tiện hơn cái việc mà điều trị cho mẹ con đó. Không được đâu chú, con phải hỏi ý kiến mẹ con đã. Không mất công á, người ta lại nói là tao đuổi mày với mẹ ra khỏi nhà. Mà nè, mày nên nhớ, mày là em gái nuôi của tao đó, đừng có bao giờ lên mặt dạy đời tao ở đây. Chị Phương, không phải là em lên mặt em dạy đời chị hay là em bắt ép chị phải làm theo ý của em, mà em đang muốn nói để cùng nhau tìm ra cái cách nào tốt nhất cho sức khỏe của mẹ. Mẹ cần một người bên cạnh quan tâm, chăm sóc và chia sẻ. Bệnh của mẹ là như vậy chị không hiểu hả? Thôi đi, thôi đi.
Hai đứa đừng có cãi với nhau nữa được không? Mẹ sẽ đi theo con Yến. Còn con đừng có nói gì nữa. Con Yến nó là em gái của con, nó là người của gia đình mình. Con đừng có nói như vậy, tội nghiệp em. Thôi được rồi, là mẹ quyết định đó nha. Chủ nhân, chú cũng nghe thấy rồi đó, mẹ con đã quyết định đi cùng với Yến vậy đó. Yến à, có gì thì em lo lắng cho mẹ nha. Việc ở công ty á, đã có chị lo. Con xin phép. Giờ nơi đây chính là của mình. Mình muốn làm cái gì cũng được, không ai ngăn cản được mình nữa. Anh nghe đây Phương. Em muốn báo cho anh một thông tin rất quan trọng. Mẹ em với con Yến đã về máy ấm ở luôn rồi. Giờ anh chuẩn bị thủ tục để sáp nhập hồn diệt cho Thịnh Phát là vừa rồi đó. Mà nè, anh đừng có mà nuốt lời sẽ lấy em làm vợ đó nha. Nhớ chưa? An tâm, những gì anh nói chắc chắn anh sẽ thực hiện. Anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Anh xin lỗi em vì anh nóng nảy. Những gì anh không phải với em, hay anh nói những lời khó nghe em đừng giận anh nha. Không sao, anh nói đúng mà. Em muốn trở thành con dâu của chủ tịch tập đoàn tài chính Phát Tài, đâu có sai. Bye bye anh. Em còn quá ảo tưởng giọng dạ của anh. Ông bảy hổ mà hét một tiếng là mặt em xanh như đít nhái. Ủa anh đang vẽ hả? Em qua đây có chuyện gì không? Em qua để khoe hình cưới với anh. Bên studio mới chỉnh sửa rồi gửi cho em nè. Anh xem đi, đẹp không? Cũng được. Cũng được là sao? Anh phải chọn cho em một bộ đem bận chứ. Em chọn là được rồi. Anh nói vậy là sao? Bộ anh không muốn đám cưới nữa hả? Kêu anh đi chọn đồ cưới với em á thì anh cũng không chọn. Bây giờ em mang hình về cho anh coi, anh cũng không thèm coi. Anh phải hiểu cho cảm xúc của em chứ. Anh có nói gì đâu, sao tự nhiên em khó chịu với anh vậy? Anh không nói gì em mới nổi nóng đó. Đám cưới là chuyện của hai đứa mình, chứ không phải riêng một mình em đâu. Mà cái gì cũng một mình em chọn, một mình em lựa hết trơn á. Ba mẹ em đã chọn nhà hàng cưới rồi đó. Bây giờ anh có muốn rút lui cũng không có kịp đâu. Em để cho anh yên một chút có được không? Anh làm xong bức tranh này á, anh sẽ coi, được chưa? Anh muốn làm gì anh làm đi. Họ nộp đơn á thì cậu cứ nhận đi, chứ báo tôi làm cái gì? Vấn đề là bây giờ cả 23 hộ dân cư khu vực Bào Cát Đá đều đồng loạt đâm đơn kiện ban quản lý. Anh nói đi, bây giờ tụi em biết phải làm sao? Cả 23 hộ hả? Bởi vậy em mới lôi gọi cho anh đây nè. Bây giờ chắc phải hòa giải trước, chứ để lớn chuyện là mệt đó. Nhưng mà dù sao á, bên tôi á cũng làm theo hợp đồng, trong đó có ghi rõ thời gian mà. Bây giờ kiện tụng cái gì? Vào đi. Thôi được rồi, tạm thời á cậu cứ hẹn họ đi. Nhưng mà tôi không có dám chắc á là sẽ thương lượng được, vì khu đó ban quản lý đã ký hợp đồng với doanh nghiệp khác rồi. Dạ biết rồi. Vậy nghe. Dạ dạ. Có chuyện gì
mà con tới tận cơ quan tìm ba vậy? Thì chuyện anh Phong đó ba, gần cưới tới nơi rồi mà suốt ngày á, ảnh cứ lân la tới con nhỏ khác, con thì bầu bì như vậy mà ảnh có quan tâm gì tới con đâu. Ba nghĩ xem có tức không kia chứ. Nhưng mà nó lân la với ai? Thì con Yến ở mái ấm chỗ bà Năm đó ba. Suốt ngày đi tìm cát với nó, chắc là nó tưởng anh Phong có cơ ngơi dữ lắm nên muốn bám theo. Nhưng mà quan trọng á là thằng Phong nó có lung lay hay không. Con bầu bì như vậy mà nhạy cảm quá không tốt cho sức khỏe, con hiểu chưa? Trời ơi, mở treo trước miệng mèo, mèo nào mà không ham hả ba? Gần đám cưới rồi mà ảnh có lo cái gì đâu. Thậm chí á hả, đi thử đồ cưới ảnh cũng để một mình con đi luôn. Cái thằng này chưa gì đã sinh tật rồi. Thôi con về đi, để ba giải quyết xong ba cái chuyện kiện tụng này á, rồi ba sẽ tính tới nó. Kiện tụng gì ba? Ba con nói ra con cũng không có biết đâu. Con về đi. Nhưng mà ba, ba hứa là phải xử anh Phong giùm cho con đó. Anh rất là nể ba, dù sao ba cũng là cán bộ địa phương mà. Nha, giúp con nha. Thôi được rồi, con về đi. Con không thấy là ba có cả đống công việc ở đây hay sao? Dạ. Tóc mẹ có rụng không con? Dạ không, tóc mẹ còn đẹp dữ lắm. Mà mẹ, lát con chở mấy đứa nhỏ ra chỗ đồi cát để sàn cát á. Mẹ ở nhà nhớ cẩn thận đó nha. Con nhớ lấy cát màu vàng cho thiệt nhiều nha. Ông khách của mẹ ông cứ hối lấy bức tranh màu đó đó. Dạ, con biết rồi. Má Năm. Yến ơi, con coi con tranh thủ đi đi. Tụi nhỏ chờ con ngoài kia kìa. Dạ má. Mà má Năm ở nhà coi chừng mẹ con giùm con nha. Mẹ đừng có đi đâu hết nha. Con yên tâm đi, lát con đi rồi thì má Năm cài cửa lại. Mẹ con có đi đâu thì cũng vòng vòng ở trong nhà, có lạc được đâu. Dạ. Chị nói vậy kỳ, em đi đâu? Em phải ở nhà để làm tranh giao cho người ta chứ. Ủa, tranh nào con? Bộ có khách đặt tranh hả? Má Năm quên, tôi quên cô An. Bởi vì chị già chị bị lẫn rồi đó. Đúng rồi. Dạ, con má Năm ở nhà với mẹ con là con yên tâm lắm rồi đó. Con đi trước nha. Đi con. Thôi mẹ con đi. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Cô An. Dạ. Cô thấy ở đây có thoải mái, có vui không nè? Thoải mái lắm chị. Mà em vui nữa. Có chị nói chuyện với em hoài á, em vui lắm. Ý, chị. Đây. Bức tranh con Yến nó đổ đó. Con Yến đổ đẹp quá. Tinh xảo từ nét luôn á. Con Yến mà đổ tranh á, không ai lại nó hết trơn á. Đúng rồi. Chị Năm. Tóc chị bạc quá trời. Chị nhiêu tuổi rồi? Tôi 65. Sao em nhớ chị 62 tuổi mà? Không, tôi 65, bằng tuổi của chú An đây nè. Ủa còn em bao nhiêu tuổi em quên rồi ta? Tôi nhớ cô An 58. 58. Là em nhỏ chị bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Nhỏ hơn 7 tuổi? Ừ. Nhưng mà chị bao nhiêu tuổi em quên rồi. Tôi 65. Hèn chi tóc chị bạc hết trơn à. Xe này của ai vậy? Dạ, của tranh cát hùng gì cơ? Màu đỏ, rồi cả màu nâu đất nữa. Này cô gì ơi? Hả? Dạ. Cho tôi hỏi, có phải cô là người của công ty đó không vậy? Dạ, tôi là nghệ nhân của xưởng tranh cát Hồng Việt, có gì không ạ? Xin mời cô ra khỏi nơi đây. Đây là khu vực cấm, cô không thể nào tụ tập được. Nhưng mà chúng tôi chỉ qua phía đồi cát bên kia để lấy một ít cát thôi. Như vậy thì càng không thấy được. Nếu như cô muốn lấy cát mà không thông qua sự đồng ý của đơn vị chúng tôi
là không thể được. À, xin lỗi, chú đây là... Cô xem đi, tôi là người đại diện của ban quản lý nơi đây, và cũng có thể coi như là người đủ thẩm quyền để cho phép ai được khai thác bất cứ thứ gì trong khu vực này. Nhưng mà chúng tôi chỉ qua phía bên kia để lấy một ít cát về làm tranh cát thôi. Lượng cát lấy đi cũng rất ít, không thể nào làm ảnh hưởng gì đến tài nguyên thiên nhiên ở nơi đây hết ạ. Nhưng quy định là quy định, cô không được lấy bất cứ thứ gì ra khỏi khu vực này. Đây 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 đây, không có quy định gì ở đây hết đây chưa. Tôi nói cho mấy ông nghe là mấy ông hứa lại tôi nè, 2 năm sau tái ký hợp đồng, tôi đầu tư tất cả tiền bạc vô hết trong này. Bây giờ mấy ông là cắt hợp đồng, không cho chúng tôi tái hợp đồng nữa. Như vậy là sao? Đúng là cái đồ lương lẹo mà. Đúng rồi. Chuyện của mấy người sống như thế nào là chuyện của mấy người. Vì trong hợp đồng không có bất cứ điều khoản nào để bắt chúng tôi tái ký hợp đồng hết, nên là mấy người đừng có vu khống nghe chưa. Nó có sách, mách có chứng, cái gì không có nằm trong hợp đồng là chúng tôi có quyền không thực hiện. Nói như vậy là không được. Việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn chúng tôi đã thông báo từ lâu rồi, tại mấy người không nghe thôi. Không có nói nhiều nữa, ra tòa giải quyết. Đúng rồi đó, ra tòa giải quyết đi. Ra tòa giải quyết. Mấy người muốn kiện thì kiện đi, nhưng mà tôi nói trước nghe chưa, hết tháng này mà mấy người không dọn ra khỏi khu vực này là đừng trách tại sao chúng tôi kêu người tới cưỡng chế đó. Cưỡng chế hả? Muốn cưỡng chế thì vô gặp thằng này nè, rồi cưỡng chế. Đúng rồi. Alo, tôi nghe. Có hàng chưa? Hiện tại thì chưa có, nhưng rồi sẽ có thôi. Tôi đang cần hàng, con đích gấp đó nha. Tôi nói nghe nè, bây giờ giá phải cao gấp 3 lần, con đích không phải dễ tìm đâu. Tôi biết rồi, có hàng thì hãy nói. Thôi được rồi, có tôi sẽ báo cho. Rồi. Đủ hàng chưa chú? Đủ rồi cô. Hết hàng rồi phải không em? Hết rồi. Bà Linh. Ủa, bà Nhung. Hôm nay á, tôi trúng số, tôi có tiền trả bà nè. Bà lúc nào làm ăn cũng uy tín mà. Nè, tôi trả tiền mặt nè, trễ 3 ngày, thông cảm với tôi nha. Trễ như vậy thì cũng dùng vô tháng sau nha. Trời ơi, trễ có 3 ngày, tôi với bà là bạn xứ giờ rồi, chứ bà cộng dồn này nọ kia làm sao có đủ tiền trả bà. Bà sống được thì bà cũng phải để cho tôi sống chút chứ. Với lại trễ 3 ngày là cũng 3% tiền lãi hàng tháng rồi, bà hiểu không? Trời ơi, ngân hàng người ta tính lợi cho tôi 5-1% thôi, còn bà lấy tôi tới 30%, rồi cộng tháng này tháng khác dồn vô, làm sao có đủ tiền tôi trả bà được. Vậy sao bà cần vay, bà không vô ngân hàng bà vay đi. Tự nhiên bà đến đây tôi đâu có ép bà vay đâu. Bây giờ bà đến đây bà cần nhận. Bà đợi tôi xíu nha. Alo, Từ Râu hả? Sao, bên bà có hàng chưa? Tôi đang cần gấp, bà có kiếm được không? Bao nhiêu tuổi? 10-15 tuổi đều được. Quan trọng là tụi nó phải khỏe mạnh. Gấp lên nha. Bà phải mau kiếm, tôi không chờ đâu. À, tôi biết rồi. Ở đây có một mái ấm. Được đó, bà tới đó liền đi. Có gì gọi cho tôi, tôi chờ bà đó nha. Rồi rồi, tôi biết rồi. Vậy nghe, để tôi gọi sao cho. Nè bà, cái tiền mà tôi thiếu cái 3% bà cứ cộng dồn đi, tháng sau tôi trả. Giờ tôi có chuyện phải đi gấp rồi nha. Trời, hồi nãy mới cằn nhằn, rồi sao bây giờ dễ chịu quá vậy? Nè nè nè, bộ có kẹp thơm hả? Ừ thì cái chuyện làm ăn thôi, mà đúng thiệt không có chuyện gì mà qua khỏi mắt bà. Đi nha, bye bye bà. Nè, đi nghe. Nè, bye. Nè nè, nè.
Em chào chị. Chị có phải chị Năm không? Phải, nhưng mà cô là ai, tới đây có chuyện gì không vậy? Dạ, em là Nhung. Em bên công tác từ thiện của tỉnh Thuận Ninh. Em có nghe giới thiệu về máy ấm nhân tâm. Dạ. Nên em đến đây hỏi chị về thủ tục nhận con nuôi. Mời cô vô nhà uống nước rồi mình nói chuyện nha. Dạ. Nè, con vô nhà lấy nước mời khách nha. Dạ, mời cô. Thôi con vô trong đi, để cho má với khách nói chuyện nha. Con bé dễ thương quá hả chị? Cô uống nước đi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đây là số tiền em quyên góp của hội, và chủ yếu là của vợ chồng Mạnh Thường Quân, gửi chị để chị lo cho máy ấm. Dạ, cảm ơn cô. Cô ơi, số tiền này quá lớn, tôi không có dám nhận đâu. Cho tôi gửi lại cô nha. Không sao đâu chị đừng có ngại. Trước là gửi số tiền này là để chị lo cho máy ấm, sau là người ta có nhã ý muốn xin chị có thể cho nhận một đứa bé về nuôi. Cô nói vậy thì tôi nhận, mà tôi chỉ xin nhận một nửa thôi nha. Nhận trẻ về nuôi thì bên máy ấm đã từng cho rồi, chỉ cần đúng trình tự pháp luật và hai bên tự nguyện là được thưa cô. Nhưng mà cô thấy đó, các cháu ở đây đa số là đều bị khiếm khuyết hết. Khi có người nhận nuôi, tôi muốn các cháu có những cái gia đình đàng hoàng để mà sống hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không muốn cho các cháu bị ngược đãi, bị coi thường, bỏ rơi. Chị đừng có lo. Vợ chồng vị Mạnh Thường Quân này, họ không sinh được con. Nếu mà họ xin nhận được con nuôi, họ thương bé lắm. Dạ. Chắc họ sẽ không bạc đãi với cháu đâu. Dạ. Chị, cho hỏi con bé hồi nãy á, nó bao nhiêu tuổi vậy? Bé Tú thì năm nay 10 tuổi. Bé Tú 10 tuổi rồi hả chị? Vậy còn mấy bé khác thì sao? Thì có các em là cỡ 6-7 tuổi. Nhỏ quá. Không, cũng có các bé lớn nữa là khoảng 16-17 tuổi nữa. Dạ, vậy thì lớn quá. Dạ. Cặp vợ chồng này thì cần bé khoảng 10 tuổi thôi. Nếu mà nhận được bé Tú này chắc là vợ chồng họ mừng lắm đó chị. Bé Tú đây là vì bị tai nạn đó, thành ra bị câm, không nói được. Nhưng mà nó nghe được, hiểu được, rất là thông minh mà ngoan nữa. Dạ, chị cho em hỏi về vấn đề để làm thủ tục nhận con nuôi như thế nào ạ? Về giấy tờ hành chánh á, thì cô cứ lên ủy ban đi, rồi ngoài đó người ta sẽ hướng dẫn, tư vấn cho cô. Dạ. Cô uống miếng nước đi. Tôi nghe là bà Nhung, sao rồi? Công việc tốt lắm. Vậy hả? Con bé rất ngoan và dễ thương, khỏe mạnh nữa. Nhưng mà có điều bị câm. Vậy thì càng tốt, đỡ phiền phức. Quan trọng á là sức khỏe nó tốt là được. Sức khỏe tốt, xinh gái, được lắm, anh cứ yên tâm đi. Nó là tốt nhất trong đám rồi đó. Được rồi, bà sắp xếp đi. 2 ngày nữa tôi với bà tới đó. Cái gì? Mày định mở nhà hàng? Anh đưa tôi ít tiền, tôi mở nhà hàng hải sản. Mở nhà hàng hải sản? Mày biết gì kinh doanh mà mày đã học rồi? Chuyện đó chuyện của tôi, anh đừng có quan tâm, đừng có xen vô làm gì. Giờ làm sao? Có tiền không? Đưa cho tôi đi. Vậy mày cần bao nhiêu? Ít mà, một nửa số vàng hồi đó tôi với anh đi cướp đó. Mày khùng hả? Mày nói cái gì vậy? Hồi đó mất hết rồi. Mất à? Mất hay không á thì chỉ có một mình anh biết thôi mà. Nói đại tiếng đi, có đưa tiền không? Không đưa tiền á, tôi không có kiên nhẫn đâu nha. Mà tôi đã mất kiên nhẫn rồi là tôi hay bị điên lắm đó. Mà tôi điên lên rồi thì anh biết rồi đó anh Cộc Sáu.
này. Bây giờ dám tống tiền mình. Mỗi tuần 100 tranh, cho 10 bức tranh phong cảnh khác nhau. 50 bức tranh cát trong ly thủy tinh, tùy Bính Yến sáng tạo. Thế nào? Mỗi tuần 100 tranh hả? Chỉ ít hả? Không, ít gì mà ít. Đang lo là không đáp ứng kịp đây nè. Không đáp ứng kịp thì tìm thêm nhân lực. Vấn đề không phải là nhân lực mà còn nguyên liệu nữa. Cái lượng hàng lớn như vậy thì cần ít nhất cũng phải mấy trăm ký cát, với lại hơn 70 màu cát khác nhau. Mà sao thời gian gấp quá vậy? Có thể nào kéo dài thêm được không Hùng? Mình có thể chờ được, nhưng mà khách hàng thì không. Đang là điểm cao của mùa du lịch, khách hàng rất là nhiều. Để Yến nghĩ thử coi. Nếu như mà không được á, thì Yến có thể chia một nửa đơn qua chỗ chị Phương làm đỡ thời gian đầu cũng được á. Chị Phương? Ừ. Xưởng cát của mẹ Yến á, bây giờ là do chị Phương quản lý. Hùng biết, nhưng mà tôi không muốn làm với chị Phương. Tôi chọn Yến không chỉ vì mối quan hệ của chúng ta, mà còn là vì chất lượng của sản phẩm. Tôi tin vào Hồng Việt. Chị Phương á cũng được đào tạo từ Hồng Việt ra mà. Hùng cứ yên tâm, đừng có lo. Lo sao không? Có đi mới bỏ tiền vô đặt hàng bên chị Phương. Ủa, Hùng nói vậy là sao? Hàng của chị Phương có vấn đề gì hả? Yến thực sự không biết gì sao? Biết chuyện gì? Có chuyện gì Hùng nói luôn đi. Mình có một người bạn đặt hàng bên chị Phương, nhưng mà chất lượng sản phẩm thì xuống cấp. Mặc dù giá thành thì vẫn vậy, nhưng mà không còn độ sắc sảo nữa. Với lại cát còn là cát nhuộm. Cát nhuộm? Không đời nào. Hùng biết đó, từ xưa tới nay Hồn Việt luôn luôn nổi tiếng là ưu tiên sử dụng màu cát tự nhiên. Làm gì có chuyện sử dụng cát nhuộm. Yến có thể tự kiểm tra lại. Tôi chỉ nghe nói, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói. Hùng còn nghe nói là Hồng Việt không còn làm nữa, mà là do Thịnh Phát hợp tác làm cùng. Sắp tới còn chuẩn bị sáp nhập nữa đó. Không thể nào có chuyện như vậy xảy ra được. Hãy để Hồn Việt lại cho em quản lý và phát triển. Cái gì? Để lại Hồn Việt cho mày á hả? Chị ra một cái giá hoặc điều kiện đi, em sẽ quản lý và phát triển Hồn Việt. Chị đừng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Suốt ngày cô dụ dỗ anh Phong, tới nơi này tới nơi khác là sao? Anh Phong sắp đám cưới với tôi rồi, cô tránh xa anh ra giùm tôi đi. Cần tiền á thì nói tôi đưa cho cô. Rồi, đủ rồi. Cô Hà. Cát hả? Cô Hà. Cát nữa hả? Có đổ cát của con. Con im đi. Cô nói cho con biết, từ giờ trở về sau cấm tất cả những gì của con Yến, có hiểu không hả? Hả?